Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Su Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và hiện tại thì mình đang ở dưới thế giới Wakata và trong một cái đường đào nè. Mình có sử dụng ít cái Minecraft để tìm những cái Vibranium và sử dụng tiếp á. Và hiện tại thì cái số Vibranium mình cũng được kha khá rồi nên mình quyết định sẽ trở về nhà nhá. Ngoài ra thì trong lúc đào thì mình cũng có nghịch cái găng tay vô cực một xíu và mình phát hiện cái Space Jam á, nó còn có một cái công dụng khá là hay. Để bây giờ thì mình sẽ đổi sang Space Jam trước nhá. Sau đó thì mình sẽ ngửa lên bầu trời giống như vậy nè. Và hồ biến đó. Nó sẽ dịch chuyển mình đến những cái chiều không gian khác nhau các bạn ơi. Nè, cái này mình dịch chuyển phát cái lại gần cái ngôi làng lúc đầu mà mình gặp luôn nè. Ở ngoài cái Vanilla này á, thì cái Space Jam cũng đưa mình tới một vài nơi nữa. Để giờ mình sẽ test thử luôn. Tới đâu đây? Đó. Nó sẽ dẫn mình đi tới địa ngục nè. Ngoài địa ngục ra thì còn một chỗ mà cái Space Jam cũng có thể dẫn chúng ta đi nữa. Đó chính là The End đó nha. Hello mấy cưng mà... Ủa cái anh hiệp sĩ đâu đây vậy? Để bây giờ mình sẽ lượn một vòng ở đây coi coi cái con rồng Ender có dưới này không nhá. Ui. Ui, như vậy thì con rồng Ender mà lần trước mình đánh với con rồng Ender này là hai con khác nhau nha. Ui, ở đây còn có cái trứng rồng nữa nè. Wow, ui, nó quýt máy bay vẫn lật. không được, giờ mình sẽ trở về nhà đi các bạn ơi. Rồi con rồng đó một xíu thì mình sẽ đánh nó sau. Giờ thì hồ biến đi đâu đây? Ui, nó đưa mình ra giữa biển rồi. Gì kỳ vậy, sao đưa ra người? À, đưa ra lại gần cái pho tượng lúc đầu mình định cư nè. Ui trời, ui nó lót map không kịp các bạn ơi. Ui, mình chỉ tới nhiều nơi quá, nó lót map không kịp, giờ bị giật luôn rồi nè. Bó tay thì chứ. Thôi giờ thì trở về nhà ngoài làng coi. À, trở về ngoài làng cũng không được luôn hả? Ui chết rồi, mình nghịch một hồi nữa. Nó lót máy không kịp rồi các bạn ơi. Để mình tối cao vào lại cái đã chứ, giờ robot bị giật rồi, không có di chuyển được luôn á. Rồi mình đã lót lại thế giới rồi đây. May quá nó không có bị lỗi thế giới. Và giờ thì mình sẽ đi xuống phía dưới căn cứ nhá. Để mình có một cái cuộc gọi với bác Stanley nữa. Và mình cần phải có cái cell phone trước. Rồi sau đó, úi, bác Stanley vẫn còn dưới cái căn cứ mình nè. Để giờ mình sẽ bắt đầu trao đổi luôn nhá. Với số lượng Vibranium nhiều như vậy á, thì mình cần phải đổi một loại khoáng sản, đó chính là Asgardian Steel này. Mình sẽ đổi nhiều nhất có thể nhá. Không biết cái loại này thì mình có bị giới hạn đổi không ta? Lần trước mình đổi mấy cái khoáng sản mà chế tạo giáp của Wonder Woman đó là mình bị giới hạn á. Ui cái này nó cũng bị giới hạn nữa nè. Mình chỉ đổi được 7 là hết rồi à. Để giờ mình sẽ cúp máy. Rồi sau đó điện lại một lần nữa nha. Điện nhiều lần thì mình mới có thể kiểu như là trao đổi hết được các bạn ơi. Đây mình sẽ đổi tối đa luôn nè. 2000 years later. 2 và 3, chỉ cần 24 thôi. Và với số Asgardian Steel này á thì mình sẽ làm bộ giáp của Thor. Với sức mạnh của Thor thì không biết mình có thể bay lượn. Ui. Ồ, không làm được à? Hả? À, giáp của Thor thì không cần nhiều đến vậy đâu, mình có thể thêm sắt vào công thức luôn. Vậy tính ra nó không tới 24 đâu các bạn ơi, còn dư ra luôn á. Ủa được quá ta. Ui được quá luôn á. Đây để mình bấm công thức của Thor nè, đầu tiên là phần nón. Ơi không cho bấm nhanh à. Đây bấm nhanh được luôn. Kế tiếp là phần áo giáp đi. Ui áo giáp thì cần hết là Asgardian Steel nhá, hơi mắc á. Ok, gắng làm xíu rồi mình sẽ test sức mạnh của Thor luôn. Và thêm cái quần. Cuối cùng là một cái đôi ủng của Thor. Như vậy thì chỉ có duy nhất cái phần nón á là thêm ít sắt thôi các bạn ơi. Và mình còn dư được con nào cũng dư được có 2 à. Và cái Asgardian Steel này mình có thể kết hợp nó với một cái khối vàng để tạo ra Gold Asgardian Steel. Và với cái này á thì mình có thể chế tạo ra cái triệu hồi ra boss Loki nè. Boss cấp độ 9 nha. Ui hơi bị căng á, nhưng mà mình cần phải có sao Nether cơ. Cái này thì chắc mình phải đi farm rồi. Và sau Nether á, ngoài việc đánh boss Wither ra thì chúng ta còn có thể đánh như con bướm chúa á. Và những con bướm chúa đó thì mình nghĩ ở dưới thế giới kiến đỏ thì nó sẽ nhiều hơn, nên một tí chúng ta sẽ thử qua bên đó sau. Giờ thì mình sẽ chế tạo cái máy bay phản lực đi, để chúng ta có thể bắt đầu mặc bộ giáp của Thor vào nhá. Để lên trên đi, lên trên thì có nhiều không gian và test cái sức mạnh hơn. Đầu tiên thì mình sẽ mặc trước món nào giờ ta. Bộ giáp của Thor thì thôi mặc trước cái nón đi và đội nón vào.
Ui, cái nón này nó có mặt nạ luôn nè. Và một cái nón thôi thì chúng ta đã full cái ống giáp luôn kìa các bạn. Rất là xịn luôn, thử cái ủng coi. Đó, và thêm cái quần, cuối cùng là cái áo của Thor. Wow, cái này có áo choàng luôn nè. Thor có áo choàng luôn các bạn ơi. Ui, và mình còn có một cái em búa của Thor luôn. Wow. Thor bay thoải mái luôn nè các bạn. Ui xịn nha. Vậy là hổm rày á, mình chế tạo những bộ giáp bộ nào cũng có thể bay lượn nữa hết trơn á, nên rất là dễ dàng trong việc đi khám phá. Sẵn tiện đang có những con rồng mà con này là con gì ta? Rồng nước đúng không? Để mình test sức mạnh nè. Triệu hồi ra được sấm sét luôn. Búa của Thor có khác. Một lần thì mình sẽ tấn công được khoảng nhiêu máu ta? Ui đánh hơi khó. Ui trời ơi. Một lần đánh được gần 40 máu. Ui. Ui con này quýnh mình nghe bang bang luôn á, nhưng mà không có xi nhê mình đâu nha. Bình thường thì con này đánh rất là đau nhá, nhưng mà với sức mạnh của bộ giáp Thor thì nó không hề hấn gì luôn. Và cho người biết sức mạnh của búa Thor là như thế nào. Đánh một phát rơi ra cái Water Dragon Shard. Và cái này chọi vô ít có chết không? Ui mình chọi hộp ơi. Ở đây còn con ngầm nước nè. Cho con ngầm nước biết mồi. Nhưng mà cái này hơi khó nhắm một xíu các bạn ơi. Mình cần phải nhắm ở phía dưới chân của mục tiêu á. Thì cái... Ui. Đánh con ếch nhảy lên bờ luôn chứ. Này thì nè. Này thì gồng biển. Này thì gồng biển. Wow, xịn thiệt sự luôn các bạn ơi. Không biết... Ui. Búa to ngoài việc chịu hồi sấm sét còn có thể chọi được cơ. Đây 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 đây, mình chọi cái búa thôi nhá. Chọi nè. Nhưng mà đam nó không có cao cho lắm các bạn ơi. Xịn xịn Nani? á. Nhưng mà đam nó không có cao cho lắm các bạn ơi. Xịn 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 á. Có thể phá hủy được bluff luôn nha. Đây đây, để mình sẽ lấy lại cái búa nè. Và chọi vô cái hốc hốc đất này. Bùm. Úi nó lộ ra mấy cái gì á. Chờ để mình coi coi. Cái búa. Cái này là cái con gì không biết nữa. Nhưng mà cái búa này nếu mình không sử dụng tia sét khi mà mình đánh thường thì sao? Ui sét đánh triệu hồi liên tục luôn á, không có ngắt quãng luôn á các bạn ơi, rất là xịn. Để mình tìm cái mục tiêu nào đó, mình test thử một 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 một, một đấm của cái búa thò này có chết được cái con Caterpillar kêu lên thì không nhá. Mình phát hiện nó đây nè. Caterpillar 450 máu hả? Này thì Caterpillar. Ui, mình đánh cái nó sẽ bị hất tung lên các bạn ơi. Ui cũng được quá chứ. Caterpillar nè. được 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 được. Rồi thử quăng coi. Quăng thêm một lần nữa. Tính ra cái chiêu quăng nó không bằng mạnh bằng cái chiêu triệu hồi tia sét các bạn ơi. Mình thấy chiêu chiêu triệu hồi tia sét của cái của Thor vẫn là mạnh nhất á. Ngoài ra. Ê nhưng mà không được, không được, không được. Đánh vậy lỡ cháy hết cái khu rừng gần nhà mình thì sao? Ây cha cha cha, càng càng nha. A few moments later. Chết rồi, nghịch. Hơi nghịch rồi các bạn ơi, là một phát cháy cái rừng luôn rồi. Bên đây là chịu hồi con gì á? Chờ để mình lên đây mình coi thử coi. Khi mình cầm búa Thor thì mình mới có thể bay lượn được các bạn ơi, chứ không có búa Thor là mình bị gớt xuống nè. Đó, không có búa thò là bị gớt xuống liền luôn. Vậy là búa thò có công dụng là giúp mình có thể bay lượn thoải mái á nha. Cũng khá là tốt đó. Rồi, đập cho cái con Caterpillar này biết mặt. Chịu hồi tia sét nè, chịu hồi tia sét nè. Tia sét liên tục luôn. Đánh con Caterpillar này tới chết thì thôi á. Ủa nhưng mà tính ra nó cũng râu á chứ. Rồi, mình cho tia sét đánh cả buổi trời mới chết được nó luôn ý. Công nhận nó trâu thiệt sự các bạn ơi. Nhưng mà tại sao con rết thì lại rơi da bò. Ủa kỳ cục vậy. Con rết mà lại rơi da bò các bạn ơi. Những cái khói không cần thiết mình sẽ vứt đi nhá. Và con nào hồi nãy mình thấy ở đây có cái quặng chưa, hồi con gì nè. Cái này là Chumbibus thôi, cái con đó thì mình có rồi. Vậy là bộ giáp này nó còn cho cái bay nè, rơi chậm, sức mạnh, tốc độ, hồi phục nữa. À, vậy là nãy giờ mình đỡ mất máu cũng một phần là nhờ cái khả năng hồi phục của bộ giáp Thor các bạn ơi. Ui cũng xịn quá chứ. Thổi con gà mái luôn. Chọi búa Thor nè. Wow. Ấy nhưng mà hình như búa Thor chọi nó không có mất hết block thì phải đúng không? Để mình thử lắp lại coi coi nó có mất block không nhá. À vẫn mất block, vẫn mất block các bạn ơi. Vậy là nó vừa phá hủy vừa làm mất đi block luôn. Lấy lại cái búa Thor nè.
quýnh con này một cái. Nó dằn xa lắm các bạn ơi, đấm một phát nó dằn xa cực luôn ấy. Đó, nó còn bị gất xuống nữa cơ. Wow. Xịn thiệt luôn á. Ui, đây ở đây nó còn có ghi chú cây búa này của Thor nữa nè. Nhưng mà nó có hai đao mà. Nhờ sức mạnh của bộ giáp á, nên đòn đánh, đánh của mình nó mới đau thôi, chứ thật ra cây búa này nó chỉ có hai đao thôi các bạn ơi. Và anh như mình biết á, thì cái búa này chỉ có những người đủ sức mạnh á, thì mới có thể cầm được nhá. Ngoài Thor thì hình như còn một vài nhân vật nữa còn có thể cầm được cây búa này á. Các bạn nào biết nhân vật nào từng cầm được cây búa Thor này thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ thì mình sẽ đi tìm một vài đối thủ cái đã. Ui, ở đây có con Creeper. Creeper đục một phát nè chết quẹo luôn, nhưng mà nó bay xa thì có chứ. Công nhận đục một phát nó bay xa thì các bạn ơi. Đây đây đây, có con Molanoi nè, phá quỷ phá đất nè, cho người bay lên trên rớt xuống chết quẹo luôn. Ý, cái đằng này có nguyên cái thiên thạch nó mới rớt xuống nè. Cái này mới là thiên thạch đích thực nè các bạn ơi, nó chuẩn bị rớt xuống á. Đây để mình tranh thủ mình sẽ đào nó luôn nhá. Thiên thạch, úi bên trong thiên thạch nó còn có rương nữa nè. Ui giờ mình mới biết luôn á nha. Ui thiên thạch này nhiều loại vậy, vừa có lửa vừa có băng luôn nè. Ui xịn xịn xịn. Cái gì đây? Ui đâu ra cái con creeper vậy, giật hết cả mình. Vừa cho thiên thạch vừa tặng thêm con creeper nữa, và tặng kèm theo để hơi nguy hiểm đó nha, suýt nữa là nổ banh mình rồi. Ui nó còn rơi ra những cái red meteor gem nữa, dùng để chế tạo những cái block. Nó chỉ có vậy thôi à, còn làm được cái gì nữa đây? Detector hả? Dùng để scan cái gì á, mình cũng không rõ nữa, và còn có thể triệu hồi được boss nữa cơ. Ui gì thì cái này cũng hấp dẫn đấy. Và bên trong thì có một cây kiếm và một cái scanning. Ui một áo giáp nữa nè. Nhân tiện đây có cả đống bạn gái nè, để bây giờ thì mình sẽ cầm búa Thor rồi sau đó bay về nhà một cái và mang thật là nhiều hoa trở lại đây và dẫn một bạn gái về nhà nhá. Và trên đường về thì vô tình phát hiện có con gì đây, con gì quên mất tiêu tên này. Con này là Ender Knight. Ui. Ui đâu ấy? Ui. Ủa? Trời ơi, mình định test. Ở đây 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 đây. Trời. Trời trốn tìm hả bạn? Ngồi chặt chặt cái gì cũng biết. Chặt cái gì? Đố anh chặt được em, đố anh chặt được em. Chặt không tới. Đúng rồi. À, đố anh chặt được em, đố anh chặt được em. Và các bạn coi này, một hồi nó đụng vô nước cái nó chết queo luôn này, nó đòi. Nó dù cũng như giống như mấy con Enderman khác á, là đụng vô nước là nó sẽ bị dịch chuyển á các bạn ơi. Ủa gì mà như dịch chuyển nó chạy luôn rồi. Định treo nó một xíu nha, về nó chạy mất tiêu luôn. Bỏ tay thì có chứ. Ok bây giờ mình sẽ vô trong nhà để dọn dẹp đồ nhá. Trước khi trở lại chỗ của bạn gái thì mình sẽ lấy cái Ringo kết hợp với kiếm Ultimate á, để mình làm lại cây rìu chiến đấu mà ở tập trước mình lỡ làm mất nhá. Đây cây rìu này tới 50 đam lận, rất là tốt hơn so với cái cây kiếm Ultimate của mình. Và cây kiếm cũ thì mình cũng cất vô đây đi, để lỡ mà có lạc mất cây này thì còn có cái vũ khí Sequoia. Rồi và ngoài ra thì mình sẽ có nên enchant không ta? Nếu enchant bảo vệ thì nó có mắc quá không? Enchant thử một cái nhá. Ui anh chan bảo vệ nó hơi mắc các bạn ơi. Nhưng mà lỡ anh chan rồi mình sẽ ép tiếp luôn cái ổn nhá, cho hai món nó có anh chan xíu đi, vì hai món này là hai món màu hỏng nhất á, nên mình muốn nó phát huy tối đa cái công dụng. Và lúc nãy khi mà mình kiểm tra lại cái rương này thì mình vô tình phát hiện một cái summoner nè, cái này hình như triệu hồi ra boss hay sao á, và cái radar thì nó đang hướng hình như lại cái chỗ của cái thiên thạch nãy mới rơi hay sao ấy các bạn ơi, không biết có phải không nữa. Để bây giờ mình sẽ lấy lại cây búa thò cái nha. Búa thò rồi. Búa thò. Ui chết rồi búa thò. Búa thò. À đây. Mình kêu cái lúc với búa thò mới quay là chứ mình chứ. Nè các bạn nhìn cái radar nè. Nó đây đang hướng là chỗ thiên thạch luôn á. Mình nghĩ cái này nó chắc chắn hướng là chỗ thiên thạch rồi. Và cái này là cái thiên thạch cũ hay sao ấy, đúng không? Nó hướng lại cái thiên thạch mới nè. Ồ ra là vậy. Và ở đây có cô bạn gái nè, và cô này không phải tóc tóc đen. Hết mấy cô tóc đen cơ.
Đâu rồi, ta không biết chỗ này có bạn gái nào tóc đen không? Ủa, bạn này tóc cũng hơi đen đen nè. Và cũng có cái nét gì đó giống cô bạn gái cũ mình á, các bạn có thấy giống không? Hình như cô bạn gái cũ mình có cái khăn 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 choàng nữa cơ. Cô này không có rồi. Six and a half hours later. Cô này thôi, chọn cô bên đây đi, cô bên đây đợi đợi nón nhìn cá tính hơn nè. Rồi giờ thì mình sẽ thử tặng hoa coi cô bạn gái này có chịu không nhá. Một hoa. Chịu đi mà, chịu đi mà. Gì? Hai hoa thôi. Chỉ với hai hoa thôi các bạn ơi, cô bạn gái này đã chịu rồi. Ủa, phải lần trước mình có dương cây kiếm nè. Ủa, chỗ cô bạn gái luôn. Rồi, và kể từ giờ thì cô bạn gái của mình đã sở hữu một thanh kiếm 50 mấy đam. Ủa không, 40 mấy đam chứ. Nói chung thì cũng khá là mạnh á, để có thể bảo vệ được mình những lúc khó khăn nhá. Giờ là mình đi ngang không ngán với con quái vật nào đâu, có cô bạn gái bảo vệ rồi. Còn số hoa dư này thì mình sẽ mang về, không nên tặng cô bạn gái khác đâu, tại vì cô bạn gái của mình khó tính lắm á, mình mà ha tặng cho cô bạn gái khác là ha chọi guốc vô mặt liền. Nên không có được tặng cho con nào khác. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu dẫn cô bạn gái này về. Ở mà khoan nữa, mình còn cái này mà ta, để mình test luôn cái summoner này nó sẽ triệu hồi ra cái gì nhá. Ui, chạy 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 cô bạn gái ơi. Ui trời ơi, cái summoner đó là triệu hồi thiên thạch các bạn ơi. Mình không biết, cứ tưởng triệu hồi boss chứ, thì ra cái đó là cái để triệu hồi thiên thạch. Wow, và cái này là ý cái thiên thạch này là thiên thạch băng á, nên mình đứng lên nó chỉ trơn trơn giống như băng thôi và không có mất máu á. May mà thiên thạch rơi nhẹ nha, phải rơi mạnh giữa đầu của bạn gái mình, nhiều khi con gái mình ngủm cua tỏi rồi đó. Chưa hết có điều rồi đó các bạn ơi. Tại vì hầu hết mấy mấy người bạn của mình á, đồng hành cùng mình tầm mấy phút là ngủm cua tỏi à. Hy vọng của bạn gái này có thể đồng hành cùng mình dài lâu nhá, vì bây giờ mình cũng khá là khỏe rồi, nên mình sẽ cố gắng ra sức bảo vệ của bạn gái của mình để không có kiểu như là hy sinh giống như những cái người bạn lần trước á. Và mình đang thắc mắc là tại sao mình lại bị mất máu ta. À, mình bị đói. Trời ơi. Siêu anh hùng bị đói cũng mất máu các bạn ơi. Nên lúc nào thì cũng phải ăn cho no bụng trước cái đã. Không biết sao lúc mình mặc bộ giáp vô thì nó lại phun thấm ống thức ăn chứ. Có hiểu ghê á. Đây 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 đây. Ôi trời ơi. Nó các bạn thấy chưa. Còn con này nè. Đúng rồi, cố lên bạn gái ơi. Ui, được thiệt sự các bạn ơi. Ui, được cái banh đầu ra bóc nè. Lấy thêm bạn với Redstone đi với cái này. Wow, thấy bạn gái hay chưa, đi ngang một phát nguyên một đàn dùng á, ẩn dưới đây lâu lắm rồi á, mình đâu có giết được đâu. Cô bạn gái làm rõ hết trơn luôn rồi. Ở đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, còn con manh tích nữa nè. Để coi coi cô bạn gái này tiêu diệt con manh tích này trong mấy hit nhá. Nó cắn ta đi. Chuẩn bị nè, con manh tích 1 2 3 4. 4 hit thôi. Ui, đúng là kiếm xịn có khác. Hay là bây giờ mình sẽ ưu tiên cho bạn gái một cái găng tay vô cực. Được á nha, xong kiếm hợp bích các bạn ơi. Nếu mà cô bạn gái sở hữu găng tay vô cực chắc á mình không ngán á bất cứ một cái con quái vật nào luôn á. Cô bạn gái chỉ cần á búng tay một phát thôi là đủ ngụm cua tỏi mấy con đó rồi. Được thì sự. Và những viên đá vô cực thì ở phía dưới căn cứ mình vẫn còn á, nên mình cũng không có quá là lo lắng đâu. Làm bằng đá sức mạnh đi, tại vì cái găng tay vô cực cũ của mình cũng làm từ đá sức mạnh không à. Đang đủ công thức luôn nè, làm thêm một cái thôi. Ý, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình đủ rồi mà. Không cho nó nhanh rồi. Cái này nó cứ sao sao ấy. Mình có đủ đồ mà không bao giờ cho mình ấn công thức nhanh hết trơn. Bắt buộc mình phải chế tạo bằng tay đó à. Thôi kệ đi, đầu tư một xíu. Và găng tay vô cực thứ hai của mình. Đây chính là găng tay dành tặng cho cô bạn gái. Không biết cô bạn gái có chịu không nữa. Được luôn. Ê, nhưng mà ngược rồi. Thiệt tình cô bạn gái. Không biết đeo găng tay vô cực các bạn ơi. Gắn vô tay cơ, sao lại cầm ngược rồi. Ôi bây giờ thì sức mạnh của bạn gái có được nâng lên chưa ta. Ui sao chưa gắn nữa. Gắn ngược rồi, phải cầm như mình nè. Đây cầm như vậy nè. Trời ơi. Cô bạn gái mình không biết gắn găng tay vô cực rồi các bạn ơi. Ok, để bây giờ mình sẽ tìm một cái mục tiêu nào đó để cho bạn gái mình làm quen với cái găng tay vô cực đó nha. Cái kiếm ulti may á thì cô bạn gái đánh một phát là chết mấy con quái tầm 50 máu rồi. Không biết với găng tay vô cực thì cô bạn gái có. Ủa mà cô bạn gái đâu ạ? À? Ủa ủa?
À đây 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 đây, nói thấy chưa? Mình đi nhanh quá là cô bạn gái kiểu như không thấy mà đi kịp theo mình kịp luôn á. Rồi đi 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 thôi, đi thôi, đi thôi. Đi qua đâu ta? Không biết mình qua mấy thế giới khác thì cô bạn gái có đi theo không nhỉ? Ok, để bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ thử dẫn cô bạn gái qua một thế giới khác và cùng nhau đi khám phá xem như thế nào nhá. À, ở đây có con robot laser nè để cho cô bạn gái mình sơi con robot này được đó. Ui, cô bạn gái mình ngoài ha, kỹ năng sử dụng găng tay vô cực còn có năng á, phóng guốc điêu luyện nữa nè. Ui, nhưng mà phóng mình như hơi yếu, phải một lần có hai máu hả? Ui, trên này cũng có thiên thạch nữa ta. Ui, trên này có cái thiên thạch hơi bị to luôn. Coi coi có cái rương không? Thường thường gần gần mấy cái thiên thạch ư có rương lắm. Với phần đằng kia là cái con cái robot nó có cái anten trên người, trên đầu kìa. Robot ngoài hành tinh các bạn ơi. Để cô bạn gái đâu rồi? Ủa nhưng mà hình như cô bạn gái này không có sử dụng được găng tay vô cực các bạn ơi. Nè nè, kiến đỏ nè. Đó đó. Mặc dù có găng tay vô cực nhưng mà đòn đánh chỉ có 8 sức tấn công thôi. Ôi vậy thì không hay rồi. Nhưng cái đó chắc để về nhà cho cô bạn gái cầm chơi thôi, chứ khi chiến đấu thì nên cho kiếm các bạn ơi. Thôi có kiếm thì lấy kiếm đấm đi. Có kiếm mà vẫn thích dùng guốc chọi người ta hả? Để mình đục con này cho chết luôn đi. Rồi và kiến đỏ đây rồi đúng không? Thiên thạch thì từ từ mình sẽ lấy sau nhá. Còn giờ thì mình sẽ thử qua thế giới kiến đỏ xem coi cô bạn gái có đi theo mình được không nhá. Hy vọng là đi theo được. Rồi đâu rồi, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị đi nhá. Và lên đường thôi. Ui ui, kiến đỏ cắn. Lên đường. Hy vọng là cô bạn gái có thể theo được. Ta-da, được nè. Cô bạn gái đi theo các bạn ơi. Và đằng kia có con khủng long, để mình sẽ qua nhờ cô bạn gái tiêu diệt hộ cái con khủng long máy móc này để mình lấy những cái Ui chết rồi. Bạn gái mình lấy guốc chọi nghe beng 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 mà không mất miếng máu luôn á. Chắc mình phải ra tay rồi. Khổ không? Ok, lấy cây ghiều này quýnh đi. Ui trời. Ủa cây búa chứ. Lấy cây búa thôi đập một phát. Con khủng long nó ngẫm mất tiêu rồi. Ê, và dưới này nó có quá trời mấy con Ender Knight nè. Quá được 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 đó nha. Hồi nãy thì mình vô tình phát hiện cái con đó đó đó. Con bướm chúa đúng rồi, đây là con mình cần tìm. Con bạn gái đâu rồi? Qua đây qua đây qua đây. Mình sẽ biểu diễn cho con gái biết sức mạnh của búa Thor là như thế nào. Chọi búa vô mặt nè. Ui trời, trời hộp rồi, trời hộp rồi. Ui. Chọi búa vô mặt. Úi, hộp tiếp, hộp tiếp. Ủa đúng rồi, quýnh 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 con bạn gái ơi. Ui. Quýnh con này nè, và nó rơi ra gì đây? Con Enderman này hả, dám quýnh mình hả? Enderman cầm cái bông kìa. Ui, lần đầu mình gặp Enderman hát hoa nha. Và hình như con này quýnh thì sẽ rơi ra cái sao này đó. Mình phải kiểm tra kỹ các bạn ơi. Thường thường thì con bướm chúa sẽ rơi ra sao nè đờ, nhưng mà anh đây nè nè, sao nè đờ trong người mình nè. Có cái để về chế tạo rồi đó. Và con Enderman này cầm hoa nên thôi. Ui ui chết rồi, nó quýnh mình là nó xong đời nó rồi. Bạn gái ơi, bạn gái ơi, nè 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 nè. Ui hình như bạn gái mình quýnh không được Enderman à. Không quýnh được thì mình nhốt Enderman luôn. Mất tích rồi, mình cho nó vô cái găng tay vô cực rồi đó các bạn ơi. Và phía bên này có hai cái con Reaper luôn. Reaper hỗ trợ. Con này á thấy vậy thôi chứ nó rất là hữu dụng luôn nhá. Khi mà mình đỏ thấy chưa, nó sẵn sàng hy sinh bản thân để búp sức mạnh cho cái con Reaper này để trở thành Reaper điện nè. Nhưng mà rất tiếc cho nó là khi mình quýnh nó một phát nó cũng chết. Con này cũng vậy đi. Nó rơi từ trên cao rớt xuống cái ngụm cứu tỏi luôn. Và mình có được mấy cái rồi, mới có một cái xương khủng long T-Rex thôi đúng không? Rồi mình sẽ lấy thêm một cúp xương nữa để được hai cúp xương và mang về chế tạo trứng khủng long nhá. Rồi giờ thì tiếp tục đi khám phá dưới thế giới này một tí thôi các bạn ơi. Vì mình đang cần tìm cái cây đó là cái cây đại khái là cái cây nhân đôi khoáng sản á. Mình có thể trồng những cái khoáng sản ở xung quanh cái cây để chúng ta có thể farm được thoải mái. Và có vẻ ở đây hơi khó tìm cái loại cây đó thì phải. Nó cũng tương tự với cây gỗ sồi này thôi à. Nhưng mà nó sẽ thấp hơn rất là nhiều á. Nhìn sơ, ui ui, bên đây có tiếp một con nè, bướm chúa, bướm chúa. Bướm chúa với chúng tôi này, cô bạn gái sơ đi, lấy guốc phóng đó. Ui trời, phóng guốc, phóng guốc, phóng guốc. Ui, đúng rồi, đúng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, ui trời, con nhỏ này.
quýnh bạn gái mình nè, dám quýnh bạn gái mình. Và cô bạn gái mình cũng đã phóng guốc chết cái con bướm chúa rồi. Để giờ mình sẽ nhặt lại những cái thứ mà nó rơi ra nhá. Đó các bạn thấy chưa, mấy con bướm chúa dưới thế giới này nó nhiều thiệt sự luôn ý. Bướm chúa nè, bướm chúa gì ăn ăn luôn cái búa thò tôi đi. Ui trời, phóng hộp nó rồi, chết không, phóng hộp cái nó te le đâu mất tiêu luôn rồi. Để mình sẽ thử phóng một, ui dê, phóng hoa đâu đây đấy. Để mình phóng thử một búa coi. Ui trời, ui ui cái búa thò mình phóng một phát không không có chết nổi con này luôn, tính ra con. Nhưng mà lần này cô bạn gái mình phóng một phát là chết các bạn ơi. Có hiểu thiệt, guốc lâu lâu á nó mạnh thực sự ấy, phóng một phát con khủng long thì cũng chết nữa. Mình quýnh cho nó nhanh đi. Rồi và nãy giờ mình đã farm được 4 cái xương khủng long rồi. Nhiều khi mình đi vài vòng nữa vừa đủ để mang về chế tạo trứng khủng long luôn á. Coi nào, bên đây là một cái công trình gì ta. Mình sẽ bay là thấp thấp ở dưới này nè, để cô bạn gái có thể bắt kịp theo tốc độ của mình á. Chứ bay cao quá thì cô bạn gái không thấy và te le theo đâu. Ở phía dưới này công trình gì nữa mình cũng chưa rõ, để giờ thì xuống dưới thử đi. Rồi sau đó cùng cô bạn gái kiểm tra luôn. Đi xuống nha, đừng có bỏ mình dưới đây một mình là to ấy. Chỗ này là đừng nói chỗ con tắc kè nữa nha. Ui cái này là xác không nè. Ui cô bạn gái đâu rồi? Ui chết không, cô bạn gái mình không xuống theo rồi. Giờ mình tới hai cái găng tay vô cực lận. Và cái này làm gì nhiều sắt vậy ta? Sắt thì mình có đầy rồi, không nhất thiết phải lấy nữa đâu. Ủa chị, ui, cô bạn gái nè. Và chỗ này chỉ có vậy thôi hả? Hình như cái này đơn thuần chỉ là một cái chỗ để sắt thôi các bạn ơi. Để mình thử đột nhập vào bên trong này coi. À bên đây vẫn còn đường nè. Một cái mê cung. Nó là một cái mê cung dưới lòng đất, nhưng mà nó được bao bọc bằng hắc diêm thạch. Cô bạn gái thì mình, các bạn đừng lo nhé, tại vì cô bạn gái ha, rất là mạnh luôn, có thể kháng được cả lửa lava cơ. Nên cứ đi thoải mái với này thôi. Và cần kiểm tra kỹ cái đã. Không biết mê cung này có cái gì. Ui. À, Basilisk. Basilisk hả? Cô bạn gái nhậu vô chiến đấu đi, mình bị làm chậm rồi. Vô nè, cùng nhậu vô này. 1 2 3. Vô thôi. Cẩn thận, đây có khối dịch chuyển nha. Này thì Basilisk nè. Ui. Nè mấy cái khối teleport này rất là nguy hiểm luôn. Mình cần phải đập nó ra để tránh trường hợp cô bạn gái mình bị dịch chuyển đến một nơi nào đó mà mình không thể nào tìm lại được nhá. Ui. Nguy hiểm thiệt sự luôn á. Đập mấy cái này trước đi. Đập ra một cái nè. Đập ra một cái và thử sức mạnh của cái viên đá Power coi. Power Gem. Bùm, đó, ngẫm liền. Kết liễu nhanh mục tiêu rồi sau đó kiểm tra đồ thôi các bạn ơi. Ui không ngờ dưới đây lại có căn cứ của mấy con Basilisk. Và có được thêm một cái kiếm Ultimate. Cung Ultimate nè. Cần câu Ultimate luôn. Ủng thì mình có rồi nhưng mà cứ mang về thêm đi các bạn ơi. Biết đâu một ngày nào đó còn thì sao. Và có được áo rồi. Lần trước mình đi tìm áo Ultimate cả buổi trời mà không có. Lần này xuống dưới một xíu thôi là có liền à. Thêm một cái. Ý, cái này cái gì mà girlfriend nè, hình như cho bạn gái à. Muốn ăn được không? Úi chết. Úi chết rồi, cái này là triệu hồi ra bạn gái khác à. Thôi, cô bạn gái này vô trong cái găng tay vô cực mình đi. Nhưng đây là một cái cách để mình bảo vệ cô bạn gái mới nè. Mình không biết. Thôi, vô trong. Vô trong đi, tiếng hô cô bạn gái mình nha. Mằng gỏi thiệt á. Cô bạn gái mình nóng tính lắm luôn á, mình còn không dám chống đâu mà. Rồi và trong này thì chỉ có mấy con cá bình thường thôi à. Ok, vậy là đã xong cái chỗ này rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ tìm đường để có thể cùng cô bạn gái này lên trên nữa các bạn ơi. Khám phá xong cái công trình dưới lòng đất này rồi. Các bạn ơi, đây chính là cái quặng triệu hồi ra quái vật truyền thuyết Mothzilla nè. Oh my god. Trời ơi, tự nhiên mình gặp được cái quặng này ngay đây luôn. Cái này là Ender Knight. Con này con gì đây? Caterpillar.
Vậy là mình đã tìm được một trong những con boss ở trong thế giới siêu hồn đó các bạn ơi. Sắp tới thì chúng ta sẽ có trận đại chiến với nó nha. Nhưng mà mình nghĩ bộ giáp này chưa phải là bộ giáp để đại chiến với con quái vật trong quyền trong truyền thuyết đó đâu. Ở đây là con Gazelle, con đó thì mình cũng chưa rõ nữa. Cái này là con kiến đen. Để coi coi mình trở lại. Ít cái này chỗ con gì đây? Ế, rồng con nữa. Ê, hay là một xíu giờ mình sẽ thử triệu hồi rồng con này nhờ. Được đó nha. À và biết rồi. Bạn coi này. Mình sao mình lại mất máu nữa rồi. Hình như mình. Đó mình đói nè. Nhưng mà mặc mặc giáp xuyên hồn vô thì mình sẽ kiểu như là được một cái ống thức ăn ảo ấy. Thật ra là mình đói mèo rồi. Bỏ tay thiệt đường đây ăn miếng coi. Rồi và sau đó tiếp tục nha. Mặc giáp xuyên hồn lại nè. Cái nón ở đây, cái nón đây. Rồi úi kiến đỏ nè. Ok giờ thì chúng ta sẽ lấy cái tổ kiến đỏ. Rồi sau đó cùng cô bạn gái trở về nhà nhá. Đây let's go. Úi. Ủa nhưng mà lần này đi đâu rồi? À hên quá. Cũng khá là gần nhà thôi nhưng mà cô bạn gái đâu rồi? Đừng nha, đừng nói bỏ mình ở bên kia luôn nha. Đừng nói cô bạn gái bỏ mình rồi nha. Ở bên kia luôn là mình buồn luôn ấy. Ui chết không. Cô bạn gái mình bị mắc kẹt bên kia rồi. Ủa sao kỳ vậy, cho đi chung mà sống cho gì chung. Cho hôn nhau à. Hay là tạm lấy cái tổ kiến ta. Ui chết mình rồi. Ok đó bây giờ mình sẽ thử trở lại bên kia qua thế giới kiến đỏ thêm một lần nữa. Xem coi cô bạn gái mình có bên kia không nhá. Chứ mình không có thể nào chơi dạng mình được đâu. Ủa với cô bạn gái mình đâu rồi? Ủa đây là chỗ cũ nè. Nè cái lỗ này nè, mình mới lấy cái tổ kiến mất tiêu nè. Ủa gì kỳ ta sao? Ủa tự nhiên cái mình lẹ cô bạn gái mất tiêu rồi. Ủa bạn này tóc cũng hơi đen đen nè. Chịu đi mà. Chỉ với hai hoa thôi các bạn ơi, cô bạn gái này đã chịu rồi. Mình đã trở về nhà rồi các bạn ơi. Và có vẻ cô bạn gái mình đã bị kẹt ở chiều không gian thứ ba rồi. Thiệt là buồn luôn á, không ai mà có thể đồng hành cùng mình được lâu dài hết, chán ghê. Chắc tại mình núp quá, mình không có thể bảo vệ được ai hết trơn ơi. Rồi giờ thì mình sẽ đành phải đổi thêm ít cái Guardian Steel nè. Cũng như là đổi thiệt là nhiều những cái Unknown Metal. Cái này thì cần khoảng 4 cái nha. Đây mình sẽ đổi trước 1, 2, 3, 4. Rồi và như đây thì cũng khá là đầy đủ rồi đó. Kế tiếp thì mình cần phải có thêm những cái khối vàng để mình có thể đổi ra những cái Gold Guardian Steel giống như ý, ở dưới mới đúng. Đây giống như vậy nè. Và đặt vào công thức thôi. Mình sẽ đặt để nhớ cái nào hình như đặt ở 4 góc. Sau đó cho Sanader vào giữa. Và cuối cùng là những cái Unknown Metal ở 4 góc còn lại. Sai bét luôn. Ủa trời ơi sai bét rồi. Cái này là Black Iron Metal chứ không phải là Unknown Metal. Vậy là mình sai cái nguyên liệu các bạn ơi. Để mình lấy cái sắt đen này nè. Làm 4 cái Black Unknown Metal cái đã. Mình đọc sai chứ. Bó tay thiệt. Đây giờ thì mới đủ nè. Và mình đã triệu hồi xong. À không, chế tạo xong cái Stricter. Cái này dùng để triệu hồi ra Loki. Và ngoài ra thì mình cần phải làm thêm những cái show cái đã. Dưới này thì mình không có sắt hả ta? Để mình lên trên kho trên coi coi. Còn sắt không để mình chế tạo thêm một vài thứ nữa. Đây ở đây có sắt nè. Rồi làm trước cho mình một cái xô giống như vậy. Sau đó đi múc nước. Vì mình sẽ có thể triệu hồi ra một cái con boss cực kỳ khủng luôn á. Đây đó chính là con Mopsila. Một con quái vật có thể nói là rất là khủng khiếp luôn á. Nhưng mà cái này thì chưa phải dịp để mình đánh nhau với nó. Nên mình sẽ tiếp tục múc nước. Và thử triệu hồi ra rồng con coi. Đây rồng con nè. Quả trứng triệu hồi ra rồng con. Dễ thương cực kỳ luôn á. Và rồng con này thì hình như thấy ăn thịt sống á các bạn ơi. Mà thịt sống thì bắt buộc thịt bò mới được hay sao ấy. Hình như là ăn thịt bò. Đây nè, nó đi theo mình nè các bạn. Ui dễ thương cực kỳ luôn ý. Rồi cho ăn nè. Nó hiện tim lên rồi. Quá trời tim luôn, cho ăn hết luôn. Rồi sau đó có đi theo mình không? Nó đi theo mình luôn nè. Và có coi thông tin được không? Không, không có coi thông tin được các bạn ơi. Nếu mà mình đánh một cái mục tiêu nào đó thì không biết rồng con có đánh tiếp mình không ta. Để bây giờ mình sẽ test thử nha.
coi coi đây có con gì để ông con test không. Vì mình vừa mất đi cô bạn gái nên mình cũng phải tìm một người bạn mới để có thể bầu bạn thôi. Coi coi, ở đây không có cái con nào để mình test thử, hay là triệu hồi luôn con boss Loki nha. Đây, được á, mình sẽ triệu hồi boss Loki nhá, rồi sau đó sẽ đại chiến với boss Loki luôn. Và hình như mình mất, à đây, không, cái điều mình vẫn còn. À, boss Loki hả, chuẩn bị đại chiến với Thor nè. Búp. Ui, chết. Ui, đông. Dễ thương cực kỳ luôn á. Đó, hiện tim lên rồi. Quá trời tim luôn, ăn hết luôn. Rồng con. Cái tên này, cái tên khốn kiếp, thiệt tình luôn á. Ủa nhưng mà sao mình quýnh phát nó chết queo rồi. À không được, mình không nên. À, mình phải dùng vũ khí chấn phái của mình là cái búa thôi chứ. Mình giận quá, mình lấy cây kim mình đập chết queo nó rồi. Nó gây ra cây gậy của Loki nè. Thiệt tình luôn á, gồng con chưa hết nó bị cái con đó, cái tên Loki khốn kiếp kia đánh bại mất tiêu rồi. Mình chưa biết sức mạnh thực sự của hắn là gì, nhưng mà hắn có một cây trượng chuẩn một phát chết queo gồng con của mình luôn. Thiệt là tên khốn kiếp mà. Ok, để bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ, chế tạo thêm một cái trigger nữa để mình sẽ quyết chiến với tên Loki đó bằng sức mạnh thực sự của Thor nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chế tạo thêm một cái trigger nữa nha. Hy vọng lần này thì mình có thể có một trận chiến ra hồng với cái tên Loki này và tìm hiểu về sức mạnh của hắn, để sau này mình còn nghiên cứu và làm thêm một bộ giáp của hắn nữa chứ. Rồi, và không chần chờ gì nữa thì mình sẽ bắt đầu triệu hồi hắn ra ngay tại vị trí bên đây đi, vì nó khá là trống trải và cũng hơi xa xa nhà mình một tí. Và xuất hiện đi tên Loki khốn kiếp. Rồi, dám chống với mình. Ui, một một búa của mình thốn hắn thiệt sự luôn á. Hay là ngươi muốn chiến đấu tay đôi? Ui, tên này chuyên dùng phép thuật các bạn ơi. Đó. Ui, hắn dùng phép thuật ghê lắm. Ui, hắn còn biết bay nữa cơ. Chỉ là sau này nếu mà mình chế tạo bộ giáp của hắn thì có thể mình sẽ biết bay chung giống như hắn á. Dám chống hả? Dám chống với mình hả? Xét đánh nè. Cho người biết mùi xét đánh. Ui, mà xét đánh hình như không trúng hắn được. Ui, trúng nè. Dám chống. Cho người biết mùi xét đánh như thế nào. Hồi nãy người trưởng bé rộng của ta ra sao? Dám đánh mình hả? Xét đánh người nè. Ui, hắn toàn dùng phép thuật thôi. Mình nghĩ phép thuật của hắn được sử dụng một phần. Ui, hắn đánh người giáp mình ơi. Không được, phải kết liễu hắn nhanh thôi. Dám chống nè, dám chống. Bộ giáp của mình nè, cũng có thể nói khá là khỏe, nhưng mà hắn đánh một xíu gần hư mất tiêu luôn rồi. Wow, thì ra đó là sức mạnh thực sự của Loki. Hắn toàn dùng phép thuật, hắn chưởng mình một xíu à. Và đây chính là cái cây gậy của hắn nè. Vậy là mình đã sở hữu được hai cây gậy của Loki trong một ngày luôn á. Và sắp tới mình chắc chắn sẽ thử trở thành một Loki, xem sức mạnh của mình có mạnh hơn hắn không nhá. Và mình cũng thật buồn khi mà bé rào mình vừa triệu hồi ra thôi á là bị tên Loki này hạ gục liền. Mình cứ tưởng hắn sẽ đánh mình, ai dè ngắm vô bét của mình chứ. Giỏi thiệt sự không? Và tổng cộng trong ngày hôm nay thì mình đã mất đi hai người bạn, một bé rồng baby cũng như là một cô bạn gái bị lạc ở giữa hai chiều không gian á. Ôi, chắc có vẻ như người bạn của mình thực sự không may mắn khi mà đi cùng mình. Nhưng mà không sao, sắp tới thì mình sẽ cố gắng kiểm tra lại nhân phẩm của mình xem như thế nào, chứ như vậy thì không có ổn tí nào các bạn ơi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.